Xin chào cả nhà. Hôm nay cả nhà sẽ đồng hành cùng mình thử nghiệm nấu món sườn nấu cam. Cả nhà cùng nấu với mình nha. Rồi, nguyên liệu để nấu sườn nấu cam thì mình sẽ có cam, ba trái cam, đây là đậu giác cam ha. Rồi thịt cốc lết 1 kg, nước dừa tươi, khoai tây mình đã cắt, mình ngâm nước để cho nó bớt cái mũ đó cả nhà. Rồi một hồi mình vớt ráo ra, mình sẽ chiên sơ lại. Rồi củ cải đỏ mình cũng đã cắt thành bông ha. Rồi củ hành tây, củ hành tím với tỏi bằm, để một hồi mình vắt nước mình ướp với thịt. Rồi tỏi đập giặt ra để một hồi mình phi thơm để mình chiên thịt. Rồi có gia vị thì có tiêu, rồi hạt nêm, bột ngọt, đường, muối, nước tương. Bây giờ mình sẽ ướp thịt nha cả nhà. Mình sẽ lấy củ hành tím với lại tỏi mình đã đâm nhuyễn lên nè. Mình vắt lấy nước thôi để mình ướp thịt. Rồi mình sẽ cho một miếng bột ngọt vô. Nước tiêu, hạt nêm, tiêu, đường. Đường ít thôi nha cả nhà. Để hồi mình chiên. Nước tương. Với một tí muối, mà thôi mình sử dụng muối bọt cho nó cục thì nó lâu tan. Rồi, mình bỏ gia vị vô, mình sẽ ướp. Để ướp trong 1 tiếng đồng hồ nha cả nhà, cho nó thấm cái miếng thịt đó. 1 miếng màu đều nữa nha cả nhà, cho cái miếng thịt mình nó đẹp. Này là dầu đều. Dầu đều mình thắng thật đều nha, mình làm cho nó có cái màu đỏ đỏ nữa bạn. Rồi mình để trong 1 tiếng đồng hồ cho thịt nó thấm các gia vị rồi mình đem chiên vàng nha cả nhà. Trong khi chờ thịt nó thấm thì mình sẽ vắt nước cam nha cả nhà. Thì khi vắt cam đó, mình sẽ gọt cái vỏ ngoài, gọt bớt vỏ ngoài để khi mình vắt á nó không có cái the của vỏ cam. Với lại đó, mình vắt đó, vắt là mình bóp mạnh được cái nước cam nó sẽ ra hết. Đây mình gọt ra như vậy để cái mình chẻ đôi nè cả nhà. Rồi. Cam này mình mua là cam xoàn, nó ngọt. Mình sẽ vắt nước cam. Cả nhà thấy mình gọt cái vỏ ra, cái mình vắt mình đè mạnh được cái nước cam nó sẽ ra nhiều hơn, mình sẽ vắt nó sát hơn. Nước cam mình đã vắt xong rồi nè cả nhà. Bây giờ mình sẽ chiên khoai tây với lại chiên củ cải đỏ.
mình chiên sơ qua, chiên sơ qua khoai tây với củ cải đỏ nha cả nhà. Rồi mình bắt bếp lên, cho dầu vào chảo. Dầu nóng lên rồi mình sẽ cho khoai tây vào. Mình chiên như vậy thì khi mình nấu, mình hầm lâu thì cái khoai tây nó không có bị rã ra nha cả nhà. Khoai tây chiên nó được rồi nè, bây giờ mình sẽ vớt khoai tây ra. Khi mình chiên về nè, miếng khoai tây mình ăn nó ngon mà mình hầm nó không có bị bể ra. Thơm. Rồi tiếp theo mình sẽ chiên cà rốt. Củ cải đỏ cũng đã chiên xong rồi nha cả nhà. Bây giờ mình gấp ra. Thịt đã ướp 1 tiếng đồng hồ rồi nè cả nhà. Bây giờ mình sẽ chiên thịt nha. Khi chiên thịt thì mình cho một miếng tỏi vào để mình phi cho nó thơm. Rồi tỏi đã thơm vàng rồi nè cả nhà. Mình gấp tỏi này ra để cho mình hậu chiên đến nó bị khét. Để cho tỏi thơm thôi. Rồi mình cho thịt vô mình chiên. Thơm quá luôn. Thơm, thơm ngon quá, thơm quá, phải thơm luôn. Rồi, mình để chiên cho nó vàng nha. Rồi, thịt chiên xong rồi nè cả nhà. Bây giờ mình sẽ vớt ra cho qua cái nồi áp suất. Thơm quá trời thơm luôn. Thơm ghê luôn. Rồi mình cho nước dừa vào. Được cứng không? Rồi mình cho nước dừa vào. Mình sẽ cho khoai tây vào luôn rồi cả nhà. Tại vì mình nấu nồi áp suất á, mình cho tất cả các nguyên liệu vô hết, nó nấu nó không có bị rã, nó rất là ngon. Cái nào thì nó chín theo cái đó. Mình cũng cho một ít đồ nêm vô, miếng bột nêm đẹp quá mình. Miếng bột ngọt, tí đường,
2/3 nước cam tươi nha cả nhà, cam mà nãy mình vắt rồi đó, để vô đây 2/3 chừa lại miếng rồi xong đậy nắp lại, bắt lên bếp mình làm khoảng 30 phút. Nếu ở nhà mình không có nồi áp suất đó cả nhà thì mình phải hầm thịt cho nó mềm, khi thịt mềm xong rồi thì mình mới để hoa củ cải đỏ với khoai tây vào nha cả nhà. Rồi mình đã hầm xong rồi đó cả nhà, bây giờ mình sẽ cho một tí bột tắc vô để cho cái nước nó sạch sạch nó ngon. Nè cả nhà thấy nè ha, khoai tây nè, cải đỏ nè, nó không có bị bể ra, nó chín cái nào nó chín theo cái đó nè. Mềm rồi mình sẽ cho củ hành tây vào. Mình cho nước cam còn lại hồi nãy cho vô luôn. Rất là thơm, thơm quá thơm, thơm ngon ghê luôn. Đây miếng thịt nè cả nhà. Rồi thịt đã chín rồi, giờ mình múc ra dĩa nha cả nhà. Thấy thèm chưa, mình cho một ít củ cải đỏ lên đây. Sản phẩm đã hoàn thành rồi nè cả nhà, bây giờ mình trang trí lên vài cọng ngò cho nó đẹp nè. Rồi mình cho qua bàn. Đây là món sườn nấu cam ăn với bánh mì nha cả nhà. Mình cũng có thể ăn cái món này với cơm ha. Mời cả nhà cùng với mình ăn món sườn nấu cam nha cả nhà. Bây giờ mình sẽ thấy ra miếng mình ăn với bánh mì. Cho vào đây miếng sườn. Rồi miếng khoai tây nha cả nhà. Khoai tây ngon, mềm ngon ghê. Mình chấm đây. Nó có cam, cái nó hơi có cái hậu hơi chua chua. Rồi thịt đó, nó thấm đó, gia vị á cả nhà. Ngon lắm, vừa ăn ngon lắm. Nếu cả nhà có muốn ăn ấy thì mình cũng chấm tí muối tiêu vô. Chấm muối tiêu vô nó đậm đà thêm một chút nữa ăn ngon hơn nữa cả nhà. Rồi mình ăn miếng củ cải đỏ. Nó mềm ngon. Nó thơm mùi cam với mùi thịt ướp á, thơm lắm. Thịt ướp với nó gia vị nó thấm đó, ăn nó ngọt, nó ngon ghê luôn á cả nhà. Còn mình chấm thêm muối tiêu vô ăn vô còn ngon nữa ngon. Nếu cả nhà thích clip sườn nấu cam của mình thì cả nhà cho mình một like nha. Và nếu yêu thương mình nữa thì nhớ đăng ký kênh của mình nha cả nhà.
và chia sẻ cách nấu sườn nấu cam. Để mọi người cùng nấu cái món sườn nấu cam này thì mình ăn với bánh mì hoặc là mình có thể ăn với cơm. Xin chào cả nhà.